Ngày 27 tháng 12, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Trường Trinh, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét Công ty cổ phần Phát triển Kinh doanh nhà, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra. Trước đó, ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Tống, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HDTC và Lý Kim Vân, nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn HDTC về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo Đinh Trường Trinh về các sai phạm trong quá trình điều hành công ty HDTC. Nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu đô thị An Phú An Khánh thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần phát triển kinh doanh nhà làm chủ đầu tư cũng đã cùng tố cáo Đinh Trường Trinh và nhiều cá nhân có liên quan về việc dùng nhiều thủ đoạn gian dối cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt qua điều tra cơ quan chức năng xác định mặc dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị an phú an khánh công ty hdtc có trách nhiệm nghĩa vụ phải bàn giao nền đất cho khách hàng theo thỏa thuận tuy nhiên đinh trường trinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân với thủ đoạn trên ông trinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với nội dung của các đơn tố cáo còn lại về hành vi của ông trinh liên quan đến nội dung sai phạm đang điều tra trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản